Chào mừng anh em, thì anh em đã quay trở lại. Mình là Cám Lợn và mình vẫn hại những cái hôm nào đó mình nói câu này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một video nữa về smartphone. Hôm nay mình sẽ trên tay chiếc điện thoại này, chiếc Galaxy A30 chia 10. Đúng vậy, đây là Galaxy A20, chiếc Galaxy A nhỏ nhất trong năm 2019 tính tới thời điểm hiện tại. Với cái smartphone này, các bạn sẽ bỏ ra số tiền khoảng tầm 3,8 triệu đồng. Link của Xiaomi S dưới phần mô tả video cũng có khá là khuyến mãi, rất là hay ho. Và với cái mức giá 3,8 triệu các bạn mua Xiaomi S thì chiếc máy này sẽ đem lại cho các bạn những cái gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên ý, nếu mà các bạn đã xem video về chiếc Galaxy A30 hay là A50 rồi, hay chiếc smartphone tầm trung năm nay Samsung làm rất ngon, và trước đó là chiếc Galaxy M20 nữa, tất cả video về những chiếc máy này mình sẽ để dưới phần mô tả video, hoặc các bạn để click vào thẻ ở trên góc để có thể xem các video đó trước khi quay trở lại với chiếc máy này. Thì nếu các bạn đã xem video về chiếc A30 và A50 rồi, hai chiếc điện thoại rất là ngon nhé, và các bạn xem tiếp chiếc A20 này thì các bạn sẽ thấy cái sự gọi là giống nhau ở đây. Đúng rồi, có một sự giống nhau không phải nhẹ. Vẫn một cái ngôn ngữ thiết kế đó. Nó khác với chiếc A50 là nó có vân tay ở sau lưng. Cái này thì giống với chiếc A30 này, bởi vì chiếc A50 có vân tay ở bên dưới màn hình. Và mình đã có một số cái trải nghiệm không hề tốt lắm với cái vân tay ở dưới màn hình. Nhưng còn vân tay sau màn lưng của chiếc A20 này cũng rất là tốt và rất là nhanh. Chúng ta có một cái thiết kế tương đối là giống với hai chiếc máy kia, khi mà các bạn vẫn có mặt lưng bo cong, tất cả ở cạnh cũng đều bo cong và toàn bộ thân máy làm từ nhựa. Đúng vậy, không kim loại đâu nha anh em. Cái này thì mình không chê, bởi vì nhìn nó rất là đẹp rồi. Ngoài cái màu đen này ra, các bạn có một số màu khác để lựa chọn. Các bạn có thể tham khảo Xiaomi S ở bên dưới. Cạnh dưới, chúng ta có cổng USB Type-C, có jack tai nghe 3.5, xịn chưa? Các thứ luôn. Các bạn vẫn có loa ngoài, có micro thoại. Và bên cạnh trên, các bạn có thêm một micro phụ hỗ trợ quay phim. Và bên cạnh trái có gần như là trống không nhé, không có nút nước gì đây cả. Cạnh trái các bạn đều có khay SIM và khay thẻ nhớ. Trong này có hai SIM và một khay thẻ nhớ, rất tuyệt vời. Bên kia các bạn có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Một thiết kế rất là cơ bản. Bây giờ sẽ là cái tâm điểm, đó là cái màn hình này. Đây là màn hình 6,4 inch, là màn hình AMOLED với cái giọt nước, hay Samsung gọi nó là Infinity V, được bo cong mềm mại tất cả các góc. Bên dưới thì vẫn hơi có một chút, nhưng mà bên trên rất là mỏng. Và sát cạnh trên là cái loa thoại nằm trong cái kẽ này đó. Và phần tay thỏ này chỉ có một thứ thôi, đó là camera selfie. Cái camera này có độ phân giải là 8MP f2.0 và camera chính ở sau lưng là 13MP f1.9. Ngoài ra, các bạn có thêm camera phụ 5 chấm nữa. Sử dụng làm gì? Để làm chụp ảnh góc rộng. Đúng vậy, xịn không? Năm nay Samsung cho hết vào các smartphone tầm trung của họ. Từ A50, A30, A20 đều có camera góc rộng. Và một cái mình thích ở trên chiếc máy này, mặc dù mức giá nó rẻ nhưng camera nó không hề tệ chút nào. Đương nhiên là mình mới chỉ test qua thôi, tức là chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng chứ chưa đi vào chỗ nào kiểu đèn mờ để chụp. Thì đầu tiên là mình thấy màu sắc khá là ok, chi tiết tốt. Mình chưa muốn kiểm tra thêm về cái độ khử noi. Cái này thì các bạn muốn đánh giá chi tiết hãy bình luận bên dưới. Và cái mình thích nhất ở trên camera đó là chuyển qua giữa hai camera, camera chính và camera siêu rộng, thì màu sắc nó gần như không bị thay đổi mấy. Tức là nó giữ được cái tông màu và cái độ sắc nét nó khá là giống nhau giữa hai camera. Thế nên là các bạn không bị kiểu là đang chụp cái ảnh này, bạn chụp sang ảnh khác phát là kiểu màu sắc khác, trông như kiểu chỗ khác luôn ấy. Thì cái này Samsung làm rất là ổn, mình thấy thích điều đó. Hãy nói thêm một chút về cái màn hình. Như các bạn vừa nghe mình nói thì đây là màn hình 6,4 inch và độ phân giải của nó chỉ có HD cộng thôi. Mình biết với một cái mức giá rẻ thì mình không phàn nàn về độ phân giải của màn hình, nhất là khi đến từ thương hiệu Samsung. Nhưng mà với cái độ phân giải HD cộng thì Samsung hoàn toàn có thể làm màn hình khoảng tầm 5,9 inch, 6 inch, 6,1 inch gì đó. Nhưng mà khi đã lên tận 6,4 inch rồi là khá to, mà cái độ phân giải HD cộng thì nó sẽ cảm giác rõ khi mà các bạn nhìn vào đây. Đúng vậy, nhất là nếu anh em đã dùng quen các màn hình Full HD hay là màn hình 2K trên các flagship ạ. Các bạn quay lại đây nhìn phát sẽ thấy rõ ngay. Còn nhưng nếu các bạn là những người dùng cơ bản, chỉ cầm thiết bị để chơi game, lướt web, xem phim cơ bản, làm những tác vụ cơ bản không quá khó tính về độ chuẩn màu sắc hay là độ sắc nét trên màn hình, thì các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Ví dụ như mua cho phụ huynh hay là mua những người lớn tuổi sử dụng hàng ngày chẳng hạn. Còn nếu các bạn như mình đã nói là đã quá quen được màn hình Full HD hay là màn hình 2K, nhìn vào đây sẽ thấy rõ ngay. Về cấu hình phần cứng thì sao? Chúng ta có một phần cứng tương đối không còn yếu đuối như dòng A giá rẻ năm 2018. Nếu các bạn nhớ thì năm ngoái mình đã từng làm về Galaxy A mấy nhỉ? Ôi giời, về lâu quá mình chẳng nhớ. Đại khái là dòng A năm ngoái có những chiếc máy sử dụng chip Snapdragon 425 và 450. Mình sẽ tìm link để phần mô tả video cho anh em xem dòng A năm ngoái trông nó như thế nào. Chúng ta không dùng 450, không dùng 425 nữa, mà thay vào đó là con chip Exynos 7884 như trên Z7 Duo. Nó sẽ có xung nhịp thấp hơn một chút khi mà so với 7885 trên Galaxy A7 2018.
Thế nên là mình nghĩ rằng một chiếc Galaxy A20 của năm 2019 thì A20 mà gọi là cái dòng thấp nhất của dòng A năm nay, mà nó chỉ yếu hơn một chút so với dòng cao nhất của dòng A năm ngoái thôi. À quên, gần cao nhất, A9 đã cao nhất nhỉ? A7 đã gần cao nhất. Thì mình thấy là cũng được hợp lý. Và hiệu năng của con chip 7884 này nó sẽ xấp xỉ với chip Snapdragon 636. Anh em nào mà có dùng smartphone 636 sẽ thấy hiệu năng trên máy này nó ngang ngang đó. Qua những cái điểm benchmark, chúng ta có 3GB RAM, có 32GB bên trong và pin 4000mAh. Đúng vậy, không tệ chút nào. Mình có test thử rất nhanh qua game Liên Quân Mobile. Đúng, mỗi game rất nhiều người chơi mà tại sao lại không test trên chiếc máy này? Có lẽ là tại vì màn hình chế độ phân giải là HD+, thế nên là cái CPU nó không phải gánh nặng quá lắm. Thế nên là chơi Liên Quân Mobile sẽ luôn luôn mượt mà ổn định từ mức trên 55fps kể cả lúc combat 55, 58, 60. Nói chung là chơi mượt và không có gì để chơi cả. Cả đồ hóa HD và để FPS cao. Thì đấy, đó là chiếc Galaxy A20 sử dụng giao diện One UI trên nền tảng Android 9.0. Một chiếc smartphone mới có giá khá là hợp lý đến từ Samsung. Và thực sự thì mình chưa thấy cái điểm gì đáng để chê vào trong máy này cả. Và hy vọng mọi người xem video thấy thú vị và hữu ích. Nếu thứ hai, nhớ lại một like và subscribe bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể mua chiếc máy này tại Shop One S, link phần mô tả video. Và mình sẽ quay trở lại video đánh giá chi tiết nếu anh em quan tâm một chiếc smartphone 3,8 triệu Samsung. Khá là hay đó. Còn bây giờ chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.